thời gian thi cái trò chơi này nè, mỗi đội là 3 phút, chúng ta vượt qua nhau chặng đường cuối cùng là hãy bấm vào gỗ vào cái ngay trò khác đội nào hãy vào đọc nhiều bóng nhất rồi đội đó sẽ chiến thắng. Trong vòng 3 phút